Y bác sĩ nhảy điệu đuổi Covid-19 trước giờ lấy mẫu xét nghiệm. Điệu nhảy tích cực vui nhộn trước giờ lấy mẫu xét nghiệm giúp nhân viên y tế của Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM được tiếp thêm năng lượng. Nhằm mục đích bơm thêm một xíu năng lượng, tạo năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan khi làm việc, trước giờ đi lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng, những nhân viên đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM đã cùng nhau nhảy theo bài hát COVID nhanh đi đi. Trong bộ đồ phòng hộ, nhân viên đội lấy mẫu như những chú mèo máy Doraemon đáng yêu cùng nắm tay nhau nhảy điệu vui nhộn, kêu gọi người dân rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang và quên đi những buồn đau, không được nghĩ tiêu cực. Điều nhảy này đã tạo nên năng lượng tích cực, khích lệ tinh thần làm việc không chỉ riêng của đội ngũ nhân viên y tế mà cả của cộng đồng. Cử nhân xét nghiệm Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, từ những ngày đầu mùa dịch, đội lấy mẫu đã liên tục đi lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. Do số lượng mẫu cần lấy rất lớn nên có những ngày lấy mẫu đến 12 giờ đêm mới về đến nhà. Điều dưỡng Lê Thị Như Ngọc chia sẻ công việc lấy mẫu rất vất vả. Có những lúc thở không nổi, khát nước đến đờ đẫn, mồ hôi bên trong áo phòng hộ đọng thành vũng. Nhiều lúc đi lấy mẫu 5 ngày liên tục, không kịp về gặp con. Bên cạnh đó, điều dưỡng Cao Thị Yến Ngọc chia sẻ công việc lấy mẫu rất nguy hiểm. Vì khi lấy mẫu, mình phải đứng đối diện với bệnh nhân để đưa tăm bông vào vùng hầu họng, vùng mũi. Những tác động này dễ kích thích ho, hắt hơi và làm phát tán virus ra bên ngoài, gây nguy hiểm cho đội lấy mẫu. Công việc vất vả nhưng các thành viên đội lấy mẫu luôn giữ một tinh thần lạc quan, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hy vọng là với sự đồng lòng của người dân thì Covid sẽ biến mất. Là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 của TP.HCM, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM đã cử nhiều đoàn y bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Hiện bệnh viện đang cử các đội nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng, làm nhiệm vụ tại trung tâm cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2, đội tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19.